Chào các bạn nhé, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách Clam Adrop nhận được 475 triệu đồng token Dairy Chain. Một số thông tin về đồng token này: số tổ cung phát hành là 50 triệu nhé, đã có 387 tài khoản holder và đã phát sinh 2.250 lần giao dịch nhé. Ok, đầu tiên các bạn truy cập vào link website Clam Adrop nhé, link truy cập website được mình để phần dưới mô tả video nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm theo hai bước trước chân trên website cho mình. Bước 1, các bạn xem xét quan trắc. Các bạn có thể sử dụng cấp ví quan trắc này như thế. Sau đó các bạn quay sang ví MetaMask hoặc ví chốt Lightning của các bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ token nào vào ví cho mình. Ký hiệu Dairy số token 8. Các bạn nhấp tiếp theo và nhấp thêm token. Sau khi đã thêm địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website clam.net nhé. Tiến tới bước 2. Nhấp vào cái link rút gọn đây để nhận token. Rồi, chương trình Adrop sẽ kết thúc vào 57 ngày nữa. Ở đây các bạn có điều kiện, các bạn có thể bỏ số vốn nhỏ là 0.01 BLD mua đồng token này để hô tích chữ lâu dài. Rồi, các bạn có làm các bạn nhấp vào đây, rút gọn Adrop. Rồi, các bạn chọn là ví của các bạn và các bạn kết nối. Ở đây mình dùng ví MetaMask, mình sẽ nối với ví MetaMask nhé. Rồi, tiếp theo và nhấn kết nối. Ví ra là 0.000697 được BLV. Các bạn nhấp xác nhận cho mình. Rồi, giao dịch đang được xử lý nhé. Các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website Clam Adrop cho nhé. Và cập nhật trên dự án bất cứ phần tổng các quần mới nhất chưa về mạng Balance Matchday. Nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch Binance, bạn có thể vào đây đăng ký thử hưởng 20% phí giao dịch trọn đời nhé. Ngoài ra trên đây còn nhiều sàn khác, các bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Rồi, mình đã hướng dẫn các bạn cách Clam nhận được 475 triệu đồng token Dairy Chain. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nha. Video sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.